Vâng, và cái lượt tuyệt của chúng ta đã di chuyển ra biển rồi. Và xin mời những đội trưởng hãy để những chai nước lên trên lưng của anh Bạch Tuyệt. Và bây giờ xin mời các đội đang di chuyển của ban đội chúng tôi. Căng ra, phải căng ra, đúng rồi, đúng rồi, căng ra, đúng rồi. Căng ra, đúng rồi. Phải căng ra. Không được cầm dây, không được cầm dây. Không được cầm dây, để tay đằng sau, để tay đằng sau người. Để không phải lấy lại. Đến cái này không phải lấy lại. Các chị của ta đến cái vật chơi này chúng ta không cầm dây, bỏ tay đằng sau, bỏ tay đằng sau nhá. Đấy, bỏ tay đằng sau nhưng người phải ửa hết đằng sau thì mới căng được. Đúng rồi đấy, căng như chị là đúng rồi đấy. Đây là trong cuộc sống trong đường chúng ta luôn trải qua khó khăn thử thách. Quan trọng nhất là sự phối hợp ăn ý nhịp nhàng của tất cả anh chị. Đây là khó khăn thử thách chúng ta vượt qua được thì nó chứng tỏ bản lĩnh và khả năng